Chào các bạn, hôm nay cha con chúng tôi mua được nhà mấy cái con ốc này. Hình như là cái ốc này gọi là ốc móng tay. Nhìn thấy nó ngon, nó bự, bởi vì mua thử coi, ăn mua về ăn thử coi nó làm sao. Rồi, vô nha. Rồi, cứ hết ăn con. Con này cũng mập mập à. Hôm nay thì mở hành. Bé thì nó không ăn hành được, bởi vì nó ăn ăn nướng vậy thôi. Nhìn thấy nó bự, nó ngon không? Does it matter which way you eat it? Nope. Vậy vậy ha. Mềm mềm ngon, giống như ăn mấy con nghêu, cái thịt ấy nó ngọt ngọt giống như ăn mấy con nghêu vậy. Mình chấm thì chấm muối, tiêu với lại tắc. Bữa nay dùng tắc không có dùng chanh. Ngon không con? Ngọt không? Ngon à? Sweet. Có bụng. Ngon thiệt á, ngon quá. Chấm không? Chấm này. Cái này là cái dồi cắt cái miệng nó rồi, bởi vậy nguyên cái dồi bự luôn. Cái dồi thì ăn hơi dai dai một xíu. Cái này á, ở bên đây bán hơi mắc một xíu, nửa ký thì nó bán 13 đồng. 13 đồng nửa ký. Khoảng là 13 đồng nửa ký, 26 đô, chắc cá bệnh cũng là 400 đô, 520 ngàn một ký. Mua có 10 con à, 10 con 40 đô rồi, như là khoảng 80 ngàn bệnh. Chấm vô miếng muối, tiêu, tắc. Cái mình ăn nó mềm, cắn vô mềm dễ sợ. Soft right the body. Nó ngọt, nó ngon.
Cái này ăn được ha, dai dai hả? Thích ăn nào nhất? Which part of the your clam you like? À. Bé nó nói là nó thích ăn cái phần này nhất nè. Này là cái giò hay là cái dôi gì của nó. Này là cái hình như cái lưỡi á, cái này để nó dùng nó bò bò hay sao á. Nó ngọt, nó ngon, nó như là giống như là thật không à. Is that the dirty sand? I don't know. You can eat it. He's scared. Dài dài được nhai chút ra ngon ha. I don't like this part. Want to eat it? I also don't like this part. No idea what that is. Nó mập quá. Wow. Chắc nướng nó phồng lên đó.
chồng hả? Cái dồi của nó càng gần tới đây thì càng dai. Này dài ít, dài ít, cho này nè, dài nhiều lắm. Yeah. Yeah, this thing. And then... Ở trong cái dồi nó nãy chắc rửa không kỹ làm sao còn miếng miếng cát chổng. Bởi vì bé nó lấy ra. Rồi. Ăn con cuối cùng nha. Khoan không đi. Không con nữa. Không ăn nữa hả? Thịt nó giòn, nó ngọt lắm. Phần thân hình của nó thì nó mềm. Cái dôi của nó thì nó giòn thôi, nó dai. Rất là ngon. Nhưng mà hơi mắc xíu. Thôi vậy thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Hy vọng là những video mà các bạn sẽ thích. Ok. Bye bye các bạn.